Chào mọi người nha. Hôm nay Lavender đi thu hoạch nho chuỗi ngọc. Mọi người ơi, nó xay quả lắm, nhiều lắm. Giờ là mình sẽ cho mọi người xem vườn nho của mình. Nho này là Lavender tự trồng á. Trời ơi, nhiều quả thế này. Đây là nãy giờ mình thu hoạch được chỉ có mới 5 phút thôi là bây giờ mọi người vào xem nho chuỗi ngọc của nhà Lavender có thể làm được những món gì nha. Vì Lavender định là cái này sẽ làm mứt nè, rồi nấu nước sốt là nước gọi là giống như là siro á, nước trái cây. Còn nhưng mà nó nhiều quá, số lượng nhiều quá thì mình sẽ để vào ngăn đông. Để dành mùa đông, khi nào mình cần thì mình sẽ đem ra mình nấu sao. Không biết là các anh các chị và các bạn có người nào mà có kinh nghiệm thì chia sẻ cho mình với. Nhiều quá luôn, bây giờ không biết làm gì. Cái này là nãy giờ là mình đã thu hoạch và mình chừa lại những cái phần mà nó chưa chín lắm. Cái vườn nhà của Lavender thì trồng nó cũng tầm 10 gốc cây nho chuỗi ngọc thôi. Nhưng mà nếu một ngày mình thu hoạch có thể là hơn 5 cân luôn đó mọi người. Để Lavender dẫn mọi người đi lòng vòng xem một vòng vườn nha. Nhiều lắm mọi người ạ. Hôm nay là mấy ngày nay nó cứ mưa liên tục á, nên là Lavender sẵn cái bị rụng hết, nên là muốn đi ra thu hoạch trước một ít. Bên đây thì nó cũng chưa chín hẳn, nhưng mà cũng có một số cành nè, mọi người thấy nhiều lắm, nhìn cực thích luôn á. Nhìn nó cứ lóng lánh, nó cứ giống như là những cái viên ngọc. Mà nho chuỗi ngọc này thì Lavender lại thấy có một số người gọi là cái quả lý chua. Thực ra thì Lavender thích trồng vườn bởi vì sao? Giống như ngày trước, ngày nhỏ thì mình thường hay chơi cái môn trò chơi mà chơi chinh game á. Nó gọi là cái game hay đây. Khi mà mình chơi cái game hay đây á thì mình sẽ trồng những cái hoa, những cái gì đó mình trang trí nhà, trang trí sân vườn. Còn hiện tại thì mình làm vườn, mình cũng trồng và mình cũng giống như mình chơi một cái game đó, là mình sẽ trang trí sân vườn nhà mình bằng các cái hoa, rồi mình trồng các cái quả mình cảm thấy giống như trò chơi trên game rồi, nên mình thích lắm. Và bản thân của mình thì mình lại là một cái người sống thích cái cảnh mà nhàn á, nhàn vi á, kiểu như là đơn giản dị, cảnh thiên nhiên nhiều, nên là chọn một cái ngôi nhà ở ngoại ô và có một cái miếng vườn lý tưởng để mà mình trồng các cây mà mình thích để mùa hè, xong sau đó mình sẽ dự trữ sang mùa đông. Lavender trồng rất là nhiều thứ, mà thậm chí là hình như là cứ quấn quýt bên cái vườn này mà mình không còn thời gian để đi tụ tập bạn bè hay là đi chơi các nơi.
Mùa hè thì mình sẽ ở vườn nhiều hơn, trồng các hoa, hoa hồng, vườn của lavender là hoa hồng nhiều. Và trồng cái cây này thì mình không cần phải tốn nhiều thời gian để chăm sóc. Mình chủ yếu là chăm sóc hoa nhiều, hoa hồng. Xong rồi các cái loại quả như táo nè, lê nè, cherry, quả anh đào á. Xong rồi các cái loại quả mận thì nhà lavender đều có. Có một số cây, cây cherry thì nó là còn nhỏ nên chưa có quả, nên là không có khoe của mọi người được. Đây là cái này là cũng là nho chuỗi ngọc, mà gọi là quả lý chua, nhưng mà cái này là lý chua đen, nó cũng sắp sửa chín rồi đó mọi người, nhưng mà mình chưa thu hoạch cái này đâu, tại vì nó còn một số trái nó còn non á, nó vẫn còn xanh nên chưa thu hoạch cái này. Hôm nay mình chỉ thu hoạch nho chuỗi ngọc thôi. Nho chuỗi ngọc nhà mình thì mình trồng 3 loại, một loại màu trắng, một loại màu đen, một loại màu đỏ. Thì ở đây là cái loại này là loại màu trắng đó mọi người, mà nó chưa có quả chín đâu, có một số quả chín chín to thôi, nhưng mà nó chưa nhiều. Mình có trồng thêm một số cái cây khác nữa, chẳng hạn như vườn rau của nhà mình thì mình trồng ra Việt Nam. Mình thì mình ở nước Nga nên mình tận dụng một số cái ngày mà của ngày hè á, thì mình sẽ trồng một số cái ra Việt Nam, khoai tây, cà rốt để mình dự trữ. Đây cũng là một cái loại quả mình cũng sẽ làm mứt, nhưng mà nó chưa chín. Quả này ăn chua chua ngọt ngọt. Các cái loại quả này nó thích hợp cho làm mứt, thì mùa đông mà thường là mình sẽ thiếu, mình sẽ sử dụng những cái này để mình làm cho có làm mứt, làm nước uống cho có vitamin. Còn đây là cái mận nhà mình, cái mận chưa có quả chín. Mình cũng có trồng thêm quả dâu. Đây là táo nhà mình nè, nó cũng chưa có nhiều quả chín đâu, nó còn non. Táo này là táo đỏ, khi nào chín thu hoạch mình sẽ cho mọi người xem. Cái đây là nhà mà hôm trước mình làm cho con chim, nó cũng có đến rồi, cũng có nhiều con chim đến đây rồi. Thôi mình lại quay trở lại với nhà chủ nhập nha, mình tiếp tục thu hoạch đây. Tí nữa nếu như mà nó có nhiều thì mình sẽ làm cái thành tích là mình thu hoạch được bao nhiêu cho mọi người xem. Chào mọi người.